Nhân kỷ niệm ngày doanh nhân 13 tháng 10, chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị gặp gỡ đối thoại doanh nghiệp năm 2023 với sự chủ trì của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Phát biểu khai mạc hội nghị, thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các doanh nghiệp nhân ngày doanh nhân Việt Nam và khẳng định lãnh đạo thành phố rất trân trọng những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển của thành phố. Chủ tịch Lê Trung Chinh cho rằng, trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, hầu hết các nền kinh tế lớn chưa phục hồi hoặc phục hồi chưa bền vững, kinh tế thành phố tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, mong muốn doanh nghiệp chia sẻ với khó khăn của thành phố và không ngừng nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn này. Lãnh đạo thành phố cam kết sẽ luôn tạo điều kiện, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp. Thay mặt lãnh đạo thành phố, chúng tôi rất là chia sẻ với những khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp. Với trách nhiệm của lãnh đạo thành phố, chúng tôi sẽ những cái gì mà trong thẩm quyền, chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để mà cùng tháo gỡ với các doanh nghiệp. Cái gì vượt qua thẩm quyền thì chúng tôi sẽ đề xuất với Trung ương. Trước mắt là chúng tôi đang nghiên cứu về cái bản giá đất. Thứ hai là một số cái vướng mắc do đất đai, do quy hoạch, do thủ tục đầu tư, thì trong suốt 2-3 năm qua chúng tôi nỗ lực hết mình để mà hoàn thiện và tháo gỡ rất nhiều. Tuy nhiên như tôi nói là nó cũng chưa đáp ứng được, thì cũng rất mong các quý vị chia sẻ. Chúng tôi hứa là thời gian đấy sẽ tập trung vấn đề này. Hội nghị đã dành nhiều thời gian để lắng nghe các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp kiến nghị thành phố đã nhanh tiến độ các khu công nghiệp và cụm công nghiệp mới, nhanh chóng đưa vào khai thác cụm công nghiệp Cẩm Lệ, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Thành phố cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng tại khu công nghệ cao và có phương án xử lý ngập úng kịp thời, quan tâm đến việc đào tạo nguồn nhân lực du lịch, giải quyết vướng mắc khu đất 372 Nguyễn Phước Nguyên của hợp tác xã Mai Tre An Khê. Đặc biệt, một số doanh nghiệp đề nghị thành phố tính lại đơn giá thuê đất, nhất là đối với khu vực ven biển, vì giá hiện tại là quá cao. Vướng mắc lớn nhất của chúng tôi hiện nay là vấn đề giá đất. Thì khi chúng tôi vào đây đầu tư đã 15 năm, thì sau 3 kỳ, giá đất đã tăng lên từ 30 đến 50% tùy từng địa chỉ. 30% lần tùy từng vị trí. Thế như vậy, mặc dù phải ghi nhận thành phố đã hết sức cố gắng hỗ trợ giảm tất cả hệ số tính tiền thuê đất, thế nhưng hiện nay giá đất nó vẫn tăng lên khủng khiếp như vậy. Thế và chính vì vậy mà tất cả doanh nghiệp ven biển Đà Nẵng hiện nay rất khó khăn. Chúng ta mới có cái chính sách là nhà nước sẽ giảm tiền thuế 30% tiền thuê đất mà thuê trực tiếp từ nhà nước. Nhưng bên cạnh là các khu và các cụm công nghiệp là thường là thuê của các công ty hạ tầng. Như vậy thì hầu như các doanh nghiệp cũng không được hưởng. Cái vấn đề thứ hai, phải nói rằng cái chính sách đất đai hiện tại thì cái cụm công nghiệp Cẩm Lệ thì cũng nghe thành phố chúng ta cũng đã làm ở hạ tầng xong. Nhưng cho tới giờ phút này vẫn là một cái điểm nghẽn về chính sách, thì các doanh nghiệp cũng chưa tiếp cận được. Sau khi lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các sở ban ngành thành phố giải đáp từng trường hợp cụ thể, đưa ra hướng xử lý các vướng mắc trong thời gian tới. Đối với ý kiến của doanh nghiệp về khó khăn trong tiếp cận vốn vay, tại hội nghị, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng cho biết các doanh nghiệp còn có thể gửi thông tin cụ thể đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đà Nẵng để có hướng xử lý và can thiệp kịp thời.